Các cầu thủ chúng ta cũng đã kịp lùi về rất đông, cú dứt điểm. Đó là một tình huống mà chúng ta phải rất đề phòng anh Dũng ạ. Như chúng ta đã nói ở đầu trận, Myanmar rất mạnh trong những tình huống dứt điểm. Như vừa rồi, đường truyền, bắn quyết. Công Phương. Bắn áp sát, Quang Hải. Phạm Văn Đức. Cú đá, không vào. Đá phạt góc ở giải đấu lần này. Đánh đầu. Đó là pha băng vào và dứt điểm. Có lẽ là của anh Đức. Đức Nhất đã trừ quả. Xuân Trường. Đánh đầu. Lối chơi của Trường sử dụng rất tốt. Rất nguy hiểm. Áp sát. Khó khăn đã quan sát và chờ đồng đội di chuyển. Một sự thay đổi. Quay. Còn không, vẫn còn quay. Come on. Đứng chư bóng đưa nhiên qua ông thu. Không thành công. Một trận đấu đúng như chúng ta đã dự báo sẽ có nhiều khó khăn thách thức cho đội bóng của chúng ta. Mặc dù vậy thì tỷ số... Hùng Dũng. Phạm Văn Đức. Quang Hải chân trái. Không vào, vẫn còn. Một trận đấu mà Kio Zintet, thủ môn của đội chủ nhà đã rất nhiều lần làm nản lòng các chân sút của chúng ta. Trọng Hoàng rất hợp lý, rất hợp lý. Cú đá của Quang Hải. Quang Hải hay Hùng Dũng đây? Cú đá Quang Hải. Thường gì Quang Hải sẽ mạnh hơn Tuana. Lượt trận thứ ba hai đội đã hòa nhau với tỷ số không đều. Kết quả này. We'll be right back.